cảm thấy rất là hài lòng và biết ơn Phương Đông rất nhiều. Từ lúc mà mình lựa chọn sinh của Phương Đông ấy thì mình đã sử dụng tất cả các gói khám chữa bệnh hay là tiêm vaccine của Phương Đông, và mình cũng thường xuyên cho bé khám các cái gói dịch vụ của Phương Đông nữa. Mình là Nga, mình đang làm văn phòng. Hôm nay thì mình có đưa bé nhà mình đi khám ấy, thì bé có bị sưng một mắt bên trái. Đó, thì đi khám bác sĩ Phi Nga thì mình thấy rất là an tâm, bởi vì trước đó thì con cũng có làm viện ở Phương Đông rồi, thì mình sẽ đưa vào đây. Và hiện tại thì khi mà khám mắt xong thì con lại có chảy dịch mũi. Đó, thì bác sĩ lại đi chỉ định nội soi tai mũi họng, thì con lại ra cái vấn đề là bị viêm tay giữa bên trái. Cũng tình cờ là mình cũng biết được như thế để mình có thể là phòng cho con ấy, để con không bị sốt cao hơn và mình có cách cái xử lý để mình không phải vào viện nhiều. Đó, mà con cũng sẽ gọi là khỏi nhanh hơn. Thì mình thấy là bác sĩ cũng khá là tận tâm, giúp mình có thể hiểu được cái vấn đề là không phải lúc nào mình cũng cần phải vào viện để nằm, hay là những cái đơn thuốc ấy bác cũng dặn rất là kỹ để giúp con mình có thể là khỏi nhanh hơn. Mình thấy ở trên Facebook quảng cáo rất là nhiều thì mình cũng tò mò, thì đợt đó thì mình cũng có sử dụng khi mà vào thai sản ấy, thì mình sinh ở đây. Hiện tại điều mà mình giữ chân cả gia đình mình vào đây ấy, nó là cái dịch vụ. Nó là cái dịch vụ rất là tốt. Tốt ở đây là như thế nào? Vào đây mình không phải chờ lâu. Mình được các bác sĩ tư vấn rất là tận tình. Mình muốn gửi lời chúc đến tất cả các y bác sĩ trong Bệnh viện Phương Đông. Chúc các bác sĩ có một sức khỏe thật là tốt để có thể là phục vụ cho các khách hàng thân yêu của mình. Y học phương Tây cùng chia